有客到。亲友上前，họ hàng kính viếng。nhất bái。nhị bái。tam bái。thân nhân đồng bái tạ。đi đến bái kiến。nhất bái。nhị bái。tam bái。thân nhân đồng bái tạ。Thím, xin đừng buồn. Thật đáng tiếc. Bác phụ, ngồi đi. Xin mời ngồi. Mời ngồi. A Tu, tôi vốn không giỏi trong việc ăn nói. Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Nếu có việc gì đó cần làm trong tương lai, đừng ngại cứ lên tiếng với tôi. Cảm ơn bác phụ. Nói A Thông qua về để gặp ba mình lần cuối đi. Rồi, A Thông đã bay về Hồng Kông rồi. Bác Bảo đã đi đón anh ấy. Vui lòng ghi tên. A Tu, tôi đi trước đây. Ngày mai tôi sẽ lại đến để tiễn anh ấy một lần cuối. Chú Phùng chắc là bận rộn. Tôi đã gửi dòng qua đến đây. Được, đặt ở đó đi. A Tu, có chuyện gì? Bạch Lang Lão đã gửi cho chúng ta một dòng qua. Đúng là đồ thương tiếc giả tạo. A Tu, A Tu, có chuyện gì? Bạch Lang Lão đang đến. Báo ngay cho gia dĩ. Được. Anh Tu, chúng tôi giúp anh chuẩn bị. Anh Qua, có chuyện gì? Bạch Lang Lão đang đến. Đồ khốn, tôi phải đi giết bọn chúng. Đại ca, đại ca, tôi phải đi giết bọn chúng. Bình tĩnh lại đi. Đừng bốc đồng như vậy nữa. Cậu muốn chọc giận ta sao? Đại ca, bình tĩnh đi. Chúng ta sẽ thảo luận chuyện này sau. Đừng gây thêm rắc rối nữa. Chúng tôi không được hoan nghênh sao? Dựa vào tình bạn kéo dài 30 năm giữa tôi và Long Gia, tôi muốn đến thắp một nén nhang. Chắc không có ai ngăn cản chứ. Tất cả mọi người vào vị trí. Vào vị trí giếng. Nhất bái. Nhị bái. Tam bái. Gia Nghiệp, đừng làm thế. Anh Nghiệp, không được. Anh Nghiệp, bình tĩnh lại đi. Gia Nghiệp, sao lại làm vậy chứ? Đúng vậy, mày nên buồn mới đúng chứ. Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Chúng mày đã giết ba tao, giờ còn đến đây thắp nhang sao? Đừng nói nhảm như vậy. Đừng nói nữa, tao sẽ giết mày nếu mày không chịu rời đi. Gia Dĩ, đại ca, bình tĩnh đi. Đừng lộn xộn thêm nữa. Ngay khi lão gia vừa mất, lại trở thành như vậy sao? Đáng chết. Tao giết mày. Câm miệng. Xương ba mày còn chưa lạnh, ông ấy vẫn còn nằm bên trong. Mày còn muốn phá hủy tang lễ sao? Không để ba mày được yên nghỉ sao? Ý con không phải như vậy. Con phải giết tên khốn này. Gia Dĩ, giúp tôi kéo hắn ra ngoài đi. Hãy để nó suy nghĩ rõ ràng trước quan tài của ba nó, rằng nó làm như vậy thì có xứng đáng với người cha đã khuất không? Anh ơi, chỉ có gì là biết quy tắc.
Tôi có thể thắp một nén hương cho lão đại không? Cảm ơn. Long Anh, chúng ta đã quen biết nhau hàng chục năm trời. Tôi thật không ngờ anh ra đi quá sớm. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện thay cho anh. Con trai của anh đã ở bên cạnh anh lúc anh mất. Ông trời đã rất công bằng. Đó đều là những gì anh tự gieo cho mình. Sẽ có một số người tự biết lấy điều đó. Mong anh hãy yên nghỉ. Tiễn khách. Mời. Không cần đâu, tôi tự đi được. Loại anh em này thật vô nhân đạo. Hãy cẩn thận đấy. Chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn bên ngoài rồi. Lục soát đi. Lão già, ông đã quá tàn ác. Ông sẽ chết mà không có con trai bên cạnh để chôn đâu. Ba. Anh qua, anh đi trước, tôi sẽ bảo vệ cho anh. Không được, đi đi, đi nhanh đi. Lập tức đuổi theo đi. Đuổi theo, đừng để anh ta còn sống. Dân, kế hoạch của anh rất tốt đấy. Mẹ.
Anh Quang, lên xe đi. Họ đang đuổi phía sau, chạy đi. Sao rồi? Có hai người chạy thoát. Hãy đưa tin của tôi ra ngoài ngay lập tức. Nói rằng Bạch Lang tôi đã một trận chiến đẫm máu với Long Gia, sẽ giết tất cả người nào chạy thoát. Dân, cảnh sát đến rồi, nhanh lên.